Sáng ngày 27 tháng 2 nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt trong tình pháp lữ đầu xuân mới. Buổi gặp mặt dưới sự chứng minh và chủ trì của Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni tham dự. Dịp này, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã thành kính khánh tuế chúc mừng năm mới an lạc, cát tường đến Thượng tọa Thích Nguyên Thành. Tại buổi gặp mặt đầu năm, Thượng tọa Thích Nguyên Thành hoan hỉ chúc mừng năm mới đến Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thượng tọa cũng ghi nhận và tán thán Chư Tăng Ni đã nỗ lực góp phần quan trọng trong các công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là công tác tổ chức cầu an, lễ hội tại các chùa trên địa bàn tỉnh, An toàn, tiết kiệm, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Nhân dịp này, Thượng tọa cũng đã triển khai công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trong thời gian sắp tới. Thượng tọa Thích Nguyên Thành cầu Phật gia hộ cho đại chúng năm mới thân tâm thường an lạc, tràn đầy hỷ lạc, vạn sự bình an, thắng duyên trong mọi công tác Phật sự.